biến đổ Elise này 48 nha. Đó là Hyundai Santa Fe 2021. Dinh theo xe đâu nhá. Đấy, cảm biến phía trước cảnh báo nha. Vừa hiện lên đồng hồ Oreo linh linh luôn nhá. Vừa hiện lên màn LED Black Box luôn. Đấy, quá xịn sò. Có cảm biến là cam từ bạc luôn nhá. Đấy, quá đẹp.